Nhưng thử cũng nhiều cái rồi mà đâu được đâu, bên kia cũng không được kìa, bên chỗ mà sắc đẹp nó còn thử cũng chưa được nữa. Đây nó làm lớn thì nó cũng chưa làm được nữa, giờ chờ mà có làm đi chăng nữa cũng cái lượt cũng thấp lắm, cũng không có nhiều, mà được mấy ngày chứ mấy, như chị thấy được một cỡ ba ngày Ba bốn ngày là đi. đi mà đi lung á, vừa tốn đi gieo vừa tốn công vừa này kia rồi. Thà lấy lại xí dấu cũng được, thì đây mắt trắng luôn. Mà làm kiểu mà vàng tiền cũng không được hả ta? Ví dụ như là Tạo tiền biểu ý kiến ra đi rồi. là không đủ, không bằng làm ráng. Xíu. Quay tới không đó, cho chị xí cái bông nước muối em ơi. Khó thấy, khi quay thì không thấy mà khi tắt điện thoại là tự nhiên thấy.
ăn khó chịu. Chị Hiên bật được trước là bị khóa Facebook và chị khóa luôn à, nó mở luôn à? Mở rồi đó. Rồi, mở lại được rồi. Mở 500 ngàn. Ý là Facebook hắn đâu có giá trị bao nhiêu. Ý là Facebook của hắn là đâu có nhiều lượt ấy đâu. Mà đang nó bị khóa nhỉ? Không biết mà. Ví dụ Facebook mình nhiều lượt cái á. Em thì chắc định được thì em quảng cáo thì spam bình luận. Mà bình luận vô cái quảng cáo nhiều quá. Chị cũng không biết nữa. Nó bị khoảng, bị lỗi. Nhiều khi chia sẻ đồ chi đó hoặc là đăng nhiều quá cũng không được. Đăng một ngày mà nhiều quá là nghe nó cũng không được. Với lại bình luận, khi mà bình luận nhiều quá một cái á. À, hiện chấm chấm ở dưới rồi. Được thầy kiểu bình luận không? Được thầy bình luận, chỗ chị ba chị còn chạy quảng cáo á. À. Chị toàn thầy chụp bám tin bình luận. À. Nói chung mình coi ấy chứ không là
mà chắc không chi đâu, mình chạy kiểu ấy mà. Mình chạy kiểu chi đây? Đang chạy kiểu... Mình tự chạy hay ra nghe? Tự chạy. Em hỏi trong bàn em. Tự vận thế. Em chạy đời kia. Nhưng mà hiện chạy quảng cáo cái đợt mà nó đâu có chạy đâu. Lúc mà mắc Facebook nó đâu có chạy đâu. Trước đâu, như là mình trước đâu. À, cảnh báo trước rồi. Lôi sao nó phạt sao chứ. À. Mà trong như là thuê bỏ dịch vụ nó mở chứ. Nhiều người, nhưng mà có nhiều người mở được, nhiều người không. Nhưng mà tụi nó cũng ghê lắm, coi Facebook mua mày nhiều lượt ấy kìa. Rồi cũng đưa hô ra giá tiền ha. Mua chứ. Ví dụ Facebook mình là kiểu đang ngon á, tại với cái giá lấy giá khác rồi đó, kiểu ưng làm tiền. Facebook hiện cũng đâu có chi đâu, người theo dõi thì có mới có 3.000 mấy, còn mình 100+. Anh thầy con cao nói mày vừa bình luận vừa chia sẻ cho gọi tướng tạc ấy. Cả kêu đang ngồi xe. Chia sẻ được luôn đúng không? Chia sẻ được luôn rồi. Mình lái. Khi mua chạy rồi. Mới chạy đó. Chạy rồi đó hả? Chạy hôm nay rồi.